ơn trăm quả, có một không hai đất Hà Nội, trong giới chơi cây cảnh, không ai không biết đến ông Nguyễn Văn Ngọ, khu ba, đồng trúc, thạch thất Hà Nội, nổi tiếng khi là chủ sở hữu vườn cây đầm bạc, với hàng trăm cây cảnh có giá trị từ 100 triệu cho đến cả tỷ đồng, nổi tiếng là người sưu tầm và tạo dáng theo trường phái cây bonsai. Song ông Ngọ lại đang sở hữu một cây mít có 102 đất Hà Nội, một loại cây bóng mát duy nhất trong số hàng trăm cây bonsai ông đang có trong vườn. Cây mít có dáng đổ, tán cây rộng, thân cây sần sùi. Vỏ cây có những mảng rêu phong, minh chứng cho tuổi đời khá lâu, đặc biệt hơn cả, cây cho số lượng quả hàng năm rất sai, đếm qua cũng lên tới hơn trăm quả sắp đến vụ thu hoạch. Ông Ngọ cho hay, ông mua cây mít này năm 2007 từ một người bạn, cây được trồng trước đó hơn 70 năm. Tính đến nay cây mít trồng trong vườn nhà ông Ngọ có tuổi đời hơn 80 năm, không chỉ năm nay cây mít mới sai quả như vậy, mà hầu như năm nào mít bói cũng cả trăm quả. Tuy nhiên, ông Ngọ phải tỉa bớt chỉ để lại khoảng 30 quả. Theo kinh nghiệm dân gian, phải bới quả để cây có thể tập trung chất dinh dưỡng nuôi những quả còn để quả to ngon hơn. Tuy nhiên quả to quá lại bị nứt chất lượng giảm đi rất nhiều. Vì thế năm nay ông không tỉa bớt nữa mà cứ để quả đậu và phát triển tự nhiên. Cho nên quả sai chi chít từng chùm như vậy. Quả mít mọc thành chùm. Mỗi chùm đếm sơ qua cũng hơn 20 quả. Không những sai chiếu quả. Cây mít còn có tán rộng. dáng cây cũng rất đẹp.